chúng tôi cũng xin nói một chút, bởi vì chốc nữa lúc một cái giai đoạn mà sau khi thầy giảng xong á thì không có dịp để nói với quý vị. Đây là những cái mà thầy nói vừa rồi đó, toàn là những cái kinh nghiệm của thầy, thầy nói ra trong cái vấn đề tu của thầy. Tôi thì tôi được có thể nói ra hai cái trường hợp mà chính cá nhân tôi biết. Một trường hợp là như thế này, là chuyên tu tịnh độ. Cái này là xảy ra trong năm 1973 ở Long Xuyên. Thì khi mà tôi vào trong tù ở ngoài Bắc đó, thì tôi gặp cái anh Rồng Hoa Hải đó. Anh ấy có kể chuyện với tôi là bà vợ của anh ta, của cái ông Rồng Hoa Hải là đại úy. Chúng tôi có kể cái chuyện rằng thì là bà mợ ruột của ông ta chết. Thì trước khi mà chết đó, thì bà ấy chuyên chỉ có niệm Phật, chuyên tu tịnh độ. Và bà ấy cho bắt con cái làm cho bà một cái cốc nhỏ, một cái lều nhỏ, một cái ở ngoài đồng đó. Bà ấy ở đó một mình để bà ấy tu tịnh độ. Thế thì đến cái hôm mà bà ấy ra, bà ấy đi đó, thì ở trong làng, ở trong xóm này nhìn thấy là ở cái chỗ cái cốc của bà ấy bùng lửa, như là có lửa cháy ấy. Mọi người chạy ra cái nơi ấy, thì không phải. Thì này, giờ thầy sẽ giảng cho đó là cái gì thì tôi không biết. Nhưng mà bùng lên như lửa cháy, nhưng mà mọi người chạy ra thì thấy rằng thì là bà ấy đang an nhiên, rồi bà ấy đi. Và ngay cái cốc đó là có hương thơm. Và cái hương thơm đó là trong 3 ngày mới hết. Đấy là cái mà bà đó là bà, một bà lão quê, không chữ nghĩa, không có biết gì, mà chỉ có chuyên niệm tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà Phật. Đấy là một cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chính tôi chứng kiến, là sau khi tôi đi cải tạo về thì có một vị, một bà cũng lớn tuổi rồi, lúc đó cũng khoảng 60 mấy, ở ngay cư xá Nguyễn Thiện Thuật. Thì bà ấy có những cái không biết rằng thì là bà ấy chuyên môn niệm Phật, và bà ấy được cái trí tuệ phát hay cái gì thì tôi không biết, nhưng mà bà ấy sáng lên. Cho nên rằng thì là các thầy các cô cũng đến gặp. Vì cái tiếng đồn đó cho nên tôi cá nhân tôi không đi tìm. Tôi tìm thì được đến gặp. Đến gặp khó lắm chứ không phải dễ, là bởi vì chỉ các cái công an địa phương họ không cho. Thành ra phải có đi qua cái ngã mà gọi là người thân của bà mới vô được. Thì khi tôi vô đó, tôi hỏi á, thì bà ấy nói là bà ấy không biết đọc chữ. Tôi hỏi bà ấy niệm Phật bao nhiêu thì bà bảo một ngày cả vạn biến. Thế thì bà ấy nói rằng thì là bà ấy muốn đọc thơ, đọc thư người ta gửi cho bà, hoặc là muốn báo là bà đều phải nhờ cháu bà. Thế nhưng mà tôi hỏi pháp cái gì đó thì bà ấy trả lời là rõ ràng là bà không biết chữ nhỉ. Thì đó là cái trường hợp mà chính tôi là cái người chứng kiến. Vì tôi lúc bây giờ tôi còn đang đi tìm tu, cho nên là tôi cũng hiếu thắng lắm. Và tôi phải bảo rằng thì là bảo nghe đồn cái bà này là tu được đạo, được chứng đạo. Tôi phải vào tôi hỏi nhé. Nhưng mà tôi đưa ra những câu hỏi về giáo lý đó mà bà ấy trả lời được. Thì đó là một cái chuyện mà tôi rất là, từ ngày đó, đó thì tôi thấy rằng thì là cái nhiệm màu của cái pháp môn tịnh tu đó thật là ghê gớm. Đó thì bây giờ đấy là hai cái điều mà nếu chấp nữa quý vị có gì thì hỏi thầy để thầy giải thích cho những cái hiện tượng đó. Chúng tôi chỉ xin làm quà cho quý vị như vậy thôi. Bây giờ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay mình đang nói tịnh nghiệp tam phước. Đấy là cái chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật để mà thành đạo. Thì bây giờ để xin viết rõ ra đây để cho quý linh hữu mà theo dõi nó dễ hơn nhé. Đây là cái giáo lý và phương pháp tu căn bản nhất của tịnh độ tâm. Thứ nhất á, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi, đây là nhân thiên thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, khuyến tấn hành giả, phước này là của Bồ Tát. Nãy mình đã nói đến sơ lược qua hai cái này rồi. Bây giờ đến cái phước thứ ba là phước này cho những vị mà gọi là đại thừa Bồ Tát. Thứ nhất là phát Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Đấy là tâm Phật nha. Chúng ta tâm Phật chúng sanh tâm vô sai biệt mà, chúng ta có Phật ở trong này. Tâm Phật chúng ta có mà tại sao bây giờ chúng ta phải học cái mật pháp Bồ Đề tâm nữa? Tâm Phật của chúng ta bị tạm thời bao che, cho nên chúng ta phải mượn cái pháp Phật, dùng cái pháp Phật để hồi phục cái tâm Bồ Đề của chúng ta lại. Hey, tâm Bồ Đề là tâm Phật mà. Tâm Phật là tâm thương yêu tha thứ, tâm từ bi bác ái, tâm hỷ xả vân vân, tận hư không biến pháp giới. Cái tâm Phật nó bao trùm như vậy. Mà bây giờ cái tâm của chúng ta thì nó quá nhỏ hẹp. Bây giờ chúng ta phải mượn cái pháp Phật để mà hồi phục lại cái tâm đó.
Đấy, tức là hồi phục lại cái chân như Phật tánh của chúng ta. Đấy. Thì cái lời ở trong mấy cái khóa tu á, thì tôi có soạn ra cái lời Pháp Bồ Đề Tâm, cái lời nguyện Pháp Bồ Đề Tâm, để cho tất cả những bạn đồng tu người ta cùng phát nguyện. Nó như thế này, cái lời Pháp Bồ Đề Tâm của tôi nguyện như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Từ Phụ. Bây giờ mình nói chuyện với A Di Đà trực tiếp giống như một người cha lành của mình thôi, chứ không phải mình đưa Ngài thành một đối tượng để mà lễ lại, mà nó quá xa xôi như vậy. Mà mình nói chuyện chính trong tâm thức của mình, đây là A Di Đà con nói chuyện với A Di Đà cha. Đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Từ Phụ. Đệ tử mãi mãi tận vị lai, tận hư không biến pháp giới, vì chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình, đang trầm luân quá thống khổ trong tam đồ lục đạo, mà phát tâm niệm Phật, tha thiết cầu mong được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, để con sớm hoàn tất bài học tiến hóa của con, cho con sớm được đoạn trừ những phẩm thân tướng vô minh ở trong con, để cho thân tâm này hoàn toàn được thanh tịnh, dù ở bất cứ quốc độ nào cũng được bất thoái chuyển. Thì con xin nguyện hoàn lại tam giới, phổ độ chúng sanh trọn thành Phật đạo. Đấy là cái lời nguyện Pháp Bồ Đề Tâm mà tôi soạn ra cho tất cả những liên hữu mà trong những cái khóa tu mà tôi hướng dẫn để tu tịnh độ. Thì nội dung của cái lời nguyện này, thứ nhất là mình niệm Phật không phải vì cá nhân của mình, mà vì tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, từ vô hình đến hữu hình. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi hiện tượng đều có cái sự liên hệ với mình. Đấy. Chúng ta là một giọt nước ở trong cái biển đại dương của A Di Đà. Thì tất cả mọi hiện tượng cũng cùng ở trong cái giác hải của A Di Đà. Vậy thì chúng ta có phải cùng một thể với tất cả không, quý vị? Cái đây là sự thật nha. Nếu mà chúng ta tu một thời gian, có một cái sự thanh tịnh ở trong thâm tâm chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ cảm nhận và sẽ thấy ngay tức khắc, chứ không phải là mình chỉ nói một cách mơ hồ. Đấy. Bởi vậy cho nên mình niệm Phật không phải chỉ cho mình, mà cho tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật. Đấy. Để chi? Học cái này là cái tâm của mình nó phát rộng ra nha. Có một người á, có một vị Phật tử, khi tôi giảng ở tại một cái đạo tràng niệm Phật nọ, thì tôi giảng về cái Pháp Bồ Đề Tâm, thì vị Phật tử đứng lên phản đối. Hỏi tại sao mà phản đối? Thì nói: con niệm Phật tụng kinh hồi sáng tới giờ mệt muốn chết rồi, mà bây giờ hồi hướng cho chúng sanh, vì chúng sanh con không chịu. Cho chồng, cho con mới chịu. À, thì vị thấy rằng cái tâm của cái vị nó nhỏ như thế nào. Cho nên mình học cái này, học cái Pháp Bồ Đề Tâm là học cái tâm của Phật, học cái cách để hồi phục lại cái tâm của Phật. Đấy. Tâm Phật với tâm của chúng ta nó là một thôi, mà tại sao bây giờ chúng ta đến nông nổi như thế này? Vậy thì bây giờ chúng ta phải học cái cách phát tâm đó, để mà nó gọi là kêu là nó đột phá tất cả. Thì breakthrough all human consciousness, breakthrough hết, đột phá hết tất cả. Để chi? Để hồi phục lại cái nguyên lai bản tánh A Di Đà của chính chúng ta trong này, tức là hồi phục lại cái Phật tánh ở đây. Đây.
Thì cái lời phát Bồ Đề Tâm, đệ tử mãi mãi tận vị lai, để nói về thời gian. Tận hư không biến pháp giới là nói về không gian. Vì chúng sanh muôn loài vạn vật mà niệm Phật. Đấy. Chứ không vì cá nhân mình. Nếu mình vì cá nhân mình, tự nhiên cái pháp nó sẽ thu trở lại, là quý vị không có đột phá được. Thì cái pháp môn của chúng ta, tôi nói hồi nãy đó, từ cái nhân địa này, cái hành tinh này mà vượt qua bao nhiêu tầng trời, vượt qua thập pháp giới luôn, đến cái chỗ mà Hoa Tạng thế giới, là trung tâm sinh lực của Hoa Tạng thế giới, lại là mười phương chư Phật thế giới ở đây, thì tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, đây là trung tâm của Hoa Tạng thế giới. Mình vượt lên bao nhiêu tầng trời, vượt lên tất cả, đến cái đạo tràng của A Di Đà này, thì cái tâm của mình phải rộng lớn, phải đột phá tất cả, gọi là đột phá thập pháp giới, siêu xuất thập địa, thì mình mới về đây được. Cho nên khi mình tu đó, là có những cái phương pháp để mà mình đột phá. Pháp Bồ Đề Tâm là một trong những cái phương pháp rất là căn bản mà rất là quan trọng để đột phá những cái đó. Thì cái tâm của mình, khi ngôn ngữ là gì? Đấy là cái rung động nó phát xuất từ sâu xa ở trong tâm linh chúng ta đi ra. Thế thì khi mà một cái lời ở trong cái tâm chúng ta phát đi ra, thì cái làn sóng điện, tức là cái từ trường, nó phát đi. Tận hư không biết pháp giới, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả mọi pháp đều từ tâm của chúng ta mà nó thành tựu được. Đây, cái này nó rất là, nó hơi cao, nhưng mà nói là phải nói để chúng ta biết như vậy thôi. Đấy. Thế rồi cái thứ hai á, là thâm tính nhân quả. Thâm tính nhân quả là như thế nào? Là tin sâu vào cái lý nhân quả. Nhân quả đây không phải là nhân quả tầm thường mà gieo nhân nào gặp quả nấy hay cái gì, không phải. Mà nhân đây là niệm Phật, quả đây chính là vãng sanh bất thoái thành Phật. Cái nhân quả trong cái phước thứ ba này nó rất là quan trọng. Nhân là niệm Phật, quả là vãng sanh bất thoái thành Phật. Đấy là cái nhân quả ở trong cái phước thứ ba này là nó như vậy. Đấy. Rồi thọ trì đại thừa như là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân. Những kinh đó, những thọ trì là như thế nào? Là mình hành theo những Bồ Tát hạnh ở trong đó. Những vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa như Thường Bất Khinh, Trì Địa, Quán Thế Âm, vân vân. Cái hạnh của các ngài nó quá cao siêu, quá vĩ đại. Người tu theo tịnh tâm, tức là những người hành theo Bồ Tát đạo này, phải học cái hạnh của các ngài. Ý gọi là thọ trì đại thừa, bây giờ nói chỉ đại khái như vậy thôi nha. Rồi khuyến tấn hành giả là khuyên những người chung quanh mình hiểu được cái pháp môn, cái sự mầu nhiệm, cái sự mà siêu xuất của pháp môn như thế nào. Mình khuyên tất cả những bạn đồng tu, những ai mà chưa hiểu được, thì mình đem cái ánh sáng của A Di Đà đến cho tất cả mọi người. Đấy là cái phước thứ ba, là cái phước của Bồ Tát đạo. Phước thứ nhất là nhân thiên, thứ nhì là nhị thừa, thứ ba là Bồ Tát. Đấy, ba cái giai đoạn này rất là quan trọng. Ba cái phước này, đây là gọi là chánh nhân thành Phật của mười phương ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật là thế nào? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là các vị Phật đã thành rồi, hiện tại là các liên hữu đây đang tu đã thành Phật, phải không? Vị lai là ai? Là chúng sanh từ bò bay mấy cửa, tất cả những chúng sanh đó đều sẽ thành Phật, và dựa trên ba cái phước này gọi là chánh nhân thành đạo của mười phương ba đời chư Phật. Rất là căn bản nha. Cho nên cái phước thứ nhất chúng ta giống như xây cái nền móng. Cái phước thứ hai được xây dựng trên cái phước thứ nhất.
Rồi cái phước thứ ba được xây dựng trên cái phước thứ hai. Thế tự nhiên mình cái phước thứ ba không mà hai cái này không có là cũng giống như mình xây nhà lầu tầng thứ hai, thứ ba mà không có tầng thứ nhất. Cho nên tất cả ba cái phước này, đây là diễn tả ba cái giai đoạn cực kỳ quan trọng của cái người tu tịnh độ. Đây. Thì cái kết quả của cái phước thứ nhất, nếu mà mình thực hành đúng, nếu mà mình không niệm Phật, không cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị chuyển, có thể được chuyển lại làm người, hoặc là chuyển làm trời. Làm trời là các làm các vị trời dục giới, sắc giới ở bên kia. Sắc giới thì cũng cần phải có cái định công, nhưng mà có thể thành trời dục giới. Nhưng mà dầu thành như vậy thì cũng vẫn rơi xuống luân hồi thôi. Thành ra mình thêm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn chúng ta được chiêu kiểm, chiêu cảm vào cái hạ phẩm thượng sanh. Đấy, tức là cái không phải là ở cái bậc hạ hạ mà ở cái bậc đó là thượng của hạ. Thì quý vị cần chỉ 5 cho đến 6 kiếp thôi, cái thời gian nó rất là ngắn. Quý vị biết rằng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ cái dạy đó, tu một ngày một đêm ở cái cõi này còn hơn làm lành 100 năm ở cõi A Di Đà. Tu nó rất là mau. Đấy. Tu ở đây 10 ngày 10 đêm bằng là bằng tu 1000 năm ở các cõi Phật khác. Cho nên quý vị thấy rằng mang cái thân ngũ uẩn này được cấu tạo bởi âm dương, bởi tất cả những cái yếu tố của trời đất, nó có cái sự kích động phản động trong này. Cho nên mình tiến hóa rất là mau. À, quý vị tu ở đây bây giờ này, hôm nay là cái ngày mà đáng lẽ bị dụ hoặc phải không ạ? Bị đi bôn xa, đi ra gì ăn phở, ngồi nói dốc cái này kia nào khác không luôn, hay là đi coi hát coi xin. Mà quý vị đã bỏ hết tất cả về đây để ngồi nghe một cái sân tăng này để mà nói mấy cái chuyện mà thẳng sanh Tây Phương từ này kia, thì phải biết rằng quý vị đã có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đấy, thiện căn là gì? Đấy là cái đức tin nha. Không có đức tin thì làm sao mà có thiện căn. Cho nên cái người mà không có thiện căn thì cái đức tin nào cũng có. Rồi không có phước đức thì làm sao mà quý vị mà muốn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây được bao nhiêu vị muốn cầu sanh về, muốn được di dân về cái cõi của A Di Đà? Nhiều quá. Chúng ta giống như di dân thôi. Để như tôi nói hồi nãy đó, di dân về cái đạo tràng của A Di Đà. Ở cõi này chúng ta khổ quá rồi quý vị, phải không ạ? Chúng ta đến thế gian này đó, trước khi chúng ta đến đây nhập thai vào trong bụng mẹ, chân linh chúng ta ở cái cõi nào đó chúng ta không biết. Nhưng mà một cái nhà tù đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Chỉ một đơn tế bào thôi đó quý vị, nằm thăm thẳm trong bụng mẹ, ta gọi là tinh cha huyết mẹ. Nếu chúng ta đem cái đơn tế bào đó rọi ra khoảng 2500 lần, thì chứ gì thể thấy trong đó nó có những cái lần nhỏ nhỏ như thế này. Đấy là chromosome phải không ạ? Nhiễm sắc thể. Quý vị nào mà học về anatomy thì biết cái này rành hơn tôi, nhưng mà tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Đấy, thế thì cái này là cái gì? Đấy, khoa học và chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà trong con mắt của đạo học, ở trong một cái chiều không gian khác, giống như cái dimension khác, ở trong những cái này đó, nó là những cái thảo chương, những cái program mà trong nhà Phật gọi là chủng tử nghiệp. Đấy, chủng tử nghiệp. Trong một cái đơn tế bào này, rồi nó lại develop ra cho đến mười mấy tỷ cái tế bào, thì một em bé thành hình, phải không quý vị? Thế thì có đủ hết trong này rồi. Những cái tế bào phụ nó đều mang cái bản chất giống y như cái tế bào chính, giống y như cái tế bào nhân thể.
Thế thì đấy thì rồi thì đúng rồi là chân linh của mình bị cái sức hút của cái nghiệp, tôi đã nói là một cái nhà tù đã làm sẵn mà đấy. Thế thì mình đến đây là mình không phải vì cái nguyện mà vì cái nghiệp mình đến, phải không? Mà mai mốt quý vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chúng ta thừa nguyện tái lai, chúng ta đến đây là vì cái nguyện chứ không phải cái nghiệp nữa. Mà bây giờ trong cái cõi đời này chúng ta đến đây là vì cái nghiệp, gió nghiệp nó thổi đến đây đấy. Thế thì mình vô trong bụng mẹ này, ở đây này, thế là gọi là vô trong cái địa ngục này. Ở trong kinh nó gọi là thai ngục. Thế bà mẹ mà khi mà uống nước đá lạnh thì em bé trong này giống như ở trong hàng băng địa ngục, phải không quý vị? Thế mà bà mẹ ăn cái gì nóng quá thì kiểu như là em bé giống như ở trong hỏa ngục. Mà em bé đâu có tự chủ được đâu. Bắt đầu sanh vào trong bụng mẹ là mình không tự chủ được rồi. Thế là mấy tháng ra đời, mấy năm ra đời đều có những cái program này, những cái thảo chương này có ghi chép hết. Gọi là chủng tử nghiệp nó điều hành mình, chứ mình không có một chút gì mà tự chủ trong này được hết. Thế mấy tháng rồi mình bị chết ở trong bụng mẹ, hay hư thai hay cái gì trong bụng mẹ, thì nó cũng đều nằm trong cái program này. Thế thì nghiệp chúng ta đã tạo từ bao nhiêu đời kiếp nó đã tích tụ lại rồi. Em à, thế rồi mấy tháng ra đời, rồi mấy tháng, rồi mấy tuổi là mình được cái gì hoặc là bị cái gì, đều nó nằm trong những cái program này hết. Đấy, những cái program này nó dẫn. Tại sao mình phải bị ung thư? Tại sao mình phải bị tiểu đường? Tại sao mình phải bị đụng xe vân vân? Tất cả đều nằm trong những cái program này. Trong một đơn tế bào thôi, một chút xíu, một cái đơn tế bào đó mà nó chứa đựng cả một cái vũ trụ của chúng ta trong đó. Sự thật như vậy đó quý vị nha. Thế rồi chứa đựng cả một vũ trụ trong đó. Thế bây giờ chúng ta tu là làm thế nào đây? Tu tức là ta lấy cái program cũ này ra, lốt cái program mới vô. Phải không? Cái program mới của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà. Cái program cũ này là toàn là nghiệp lực tham sân si hỉ nộ ái ố gì nó hiện thể trong này, đầy ấp trong này hết rồi. Chính cái đó nó điều động mình nhé, chứ mình không có ấy được. Ra đời ngày giờ nào đó, quý vị ra đời đó là như bác Mật Nghiêm, bác cũng biết là lấy cái tử vi ha? Tử vi đó là 108 vì sao, 108 vì sao ở trên trời á, nó liên hệ tinh tú trên trời, nó liên hệ đến con người đó, nó vậy đó. Thế thì 108 vì sao đó là cái gì, 36 vị là thiên can, 72 vị là địa sát, đó mà thiên can là gìn giữ cái kỷ cương của trời đất, địa sát là sát phạt mình trên mặt đất này. Ví dụ tại sao mình bị ung thư, bị tiểu đường rồi này kia, đấy là nó thuộc về địa sát. Bây giờ trong cái bữa này mình không có thì giờ nói ba cái chim tinh lên mặt lắm, thành ra mình chỉ nói sơ sơ thôi. Đấy là cái nhân quả, là những cái program này nè, đấy nó hiện lên mình không tự chủ được. Ví dụ sanh ra đời đúng cái ngày giờ nào đó, tại sao mình không chọn cái ngày giờ thập tốc để mình sanh ra, mai mốt mình làm tổng thống, làm quan, làm vua rồi này kia, không mà lại sanh trong cái giờ đó, cái ngày đó, đó là tất cả những cái sự nghiệp quả này nó vận chuyển, mình không tự chủ được. Thế rồi sanh ra rồi lớn lên, quý vị là có bao giờ quý vị muốn bị già đâu, phải không ạ? Nhưng mà đâu có ai giữ được cái tuổi 20-30 ngoài được đâu quý vị. Chúng ta phải già rồi, chúng ta đâu có bao giờ muốn chúng ta bị bệnh đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải bị bệnh, chúng ta không có tự chủ được. Rồi chúng ta đâu có bao giờ muốn mà chúng ta bị chết đâu, nhưng mà đâu có tự chủ được quý vị. Tất cả đều là do những cái program này nó điều hành. Vậy thì chúng ta tu theo tịnh độ, lấy cái program này ra
để cái program vô lượng thọ vô đây, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ đó, tức là A Di Đà để vô đây, thì chúng ta được chiêu cảm về cái cõi của A Di Đà một cách dễ dàng thôi. Cha con mà nỡ nào mà ngài bỏ mình đâu, phải không? Để trong 48 lời đại nguyện đó, lời đại nguyện nào cũng đầy từ bi tha thiết muốn đưa con ngài trở về. Chúng ta như tôi nói hồi nãy đó, như là những giọt nước bị đông đưa trong không gian. Thế bây giờ chúng ta hãy rơi vào cái biển giác A Di Đà, trong cái biển cả đại dương đó, thì giọt nước đây chính là đại dương đó quý vị. Chúng ta Phật tánh, chúng ta đang nhỏ đây, cũng giống như con kiến đi, nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà khi nó hòa trong cái thể giác của A Di Đà thì đó cũng chính là A Di Đà. Cho nên khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đấy chính là ta niệm đích thực cái tên của chúng ta. Nói một cách rõ ràng như vậy, như vừa có tin nổi không bạn? Bởi vì chúng ta là A Di Đà con, mà khi hòa với A Di Đà Cha là cha với con là một thôi. Nói cái này thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà quý vị chỉ nghe như vậy thôi nha. Bây giờ cố gắng lấy cái program này ra, lấy cái thảo chương này ra, để cái thảo chương A Di Đà vô thì tự động chúng ta sẽ thấy A Di Đà liền. Đấy, phải không ạ? Cho nên con đường của chúng ta đi là con đường phải vãng sanh. Đấy. Khi mà chúng ta có những cái phương pháp này là dạy cho chúng ta để chúng ta hồi phục lại cái A Di Đà ở trong chính chúng ta. Chúng ta có A Di Đà mà, chứ đâu phải không đâu. Mà đến nông nổi như thế này là tại vì chúng ta không nhận ra được. Giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy châu. Giác hải đây chính là pháp thân A Di Đà. Từ pháp thân A Di Đà, vũ trụ nhân sanh hình thành, địa ngục và quỷ súc sanh vân vân hình thành. Thế rồi ta bà nghiệp lãng lưu, bây giờ chúng ta mới bị luân hồi trong lục đạo. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy châu. Nếu chúng ta muốn rời sông mê, rời cái biển đời đau khổ này, trở về một cái nơi thanh tịnh để tiếp tục tiến hóa, thì cực lạc hữu quy châu là Tây Phương Cực Lạc sẽ có phương tiện để đưa chúng ta đi. Phương tiện đó là gì? Lục tự Di Đà. Rất là giản dị, chỉ có một câu lục tự Di Đà thôi. Tính, nguyện, trì danh. Cần có một đức tin kiên định và một nguyện lực mãnh liệt, một cái ước vọng mãnh liệt để mà nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta nhất định sẽ được vãng sanh. Còn cái phẩm vị cao hay thấp là do cái công năng trì niệm sâu hay cạn của chúng ta. Sâu hay cạn ở trong pháp môn nói rõ, thiển hay là thâm, tức là sâu hay cạn, chứ không có phải nói là niệm nhiều hay niệm ít. Bây giờ tôi xin chia sẻ với quý vị. Quý vị còn trẻ, có những vị còn trẻ đi làm rất là bận rộn. Còn bây giờ làm sao chúng ta tu đây? Đấy, phải tu như thế nào đây? Một ngày quý vị có 3 bữa ăn phải không ạ? Trước khi bữa ăn sáng thì quý vị niệm 10 niệm, gọi là thập niệm pháp. Ở trong cái này, trong pháp môn Tịnh Độ, thập niệm pháp tức là niệm 10 hơi nha. Ví dụ như là một hơi thở ra, một hơi thở vô, đó là niệm một niệm. Như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, một niệm. Rồi tiếp tục như vậy, mình niệm trong 10 niệm. Lúc đó thân tâm thế giới hoàn toàn buông xuống, không còn vướng bận bất cứ một cái gì nữa, để tâm thật là thanh tịnh. Quý vị cứ làm thử coi, là quý vị sẽ được tâm tịnh khí hòa ngay sau đó. Cái đây là một cái sự chứng nghiệm thật sự, chứ không phải là tầm thường.
Đấy. Còn hơn là quý vị ngồi hàng tiếng đồng hồ nhưng mà vọng tưởng vẫn khởi, thì cái niệm đó nó không có giá trị. Cho nên một câu niệm Phật thật sự có giá trị thì nó phải đủ bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là không hồ nghi. Yếu tố thứ hai là không xen tạp. Yếu tố thứ ba là không gián đoạn. Và thứ tư là chân thành tha thiết. Trong một câu niệm Phật mà có đủ bốn yếu tố đó thì câu niệm Phật đó gọi là sâu, có giá trị. Một ngày đấy, trong cái thập niệm pháp đó, sáng quý vị trước khi ăn cơm, quý vị buông hết tất cả, buông hết tất cả, không còn nhớ cái gì nữa hết, chỉ nhớ A Di Đà. Quý vị niệm 10 niệm như vậy, trưa cũng 10 niệm như vậy, tối cũng 10 niệm như vậy. Thì khi mà bị đi làm á, trước khi làm cái gì đó là bị có break time cái gì đó, thì cũng niệm 10 niệm như vậy. Thấy không? Một ngày quý vị có thể công phu chừng 10 lần, mười mấy lần cũng được. Một lần chỉ cần 1 phút rưỡi thôi. Chỉ cần 1 phút rưỡi thôi là chắc chắn rằng quý vị sẽ có cái thành tựu rất lớn trong cái pháp môn. Cái đó là sự thật nha. Chứ không phải là quá khó, là tôi bận rộn quá, sao tôi ngồi tôi niệm hoài được. Giống vậy. Thành ra phải, mình phải lợi dụng trong những cái thời gian nào để mà mình, chẳng hạn trước khi đi tắm mình cũng niệm, thập niệm thật là thanh tịnh, buông hết tất cả, niệm chỉ 10 niệm thôi là chứ gì thấy tâm tịnh khí hòa ngay tức khắc. Chính nhờ cái tâm tịnh khí hòa đó mà cái đường đạo chúng ta mới được tiến hóa ở trong cái cõi này nha. Rồi còn những cái người, những vị mà thấy những vị mà các cụ, các vị lớn tuổi mình không có đi làm, không có việc làm thì ở nhà cứ niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cần niệm chữ Nam Mô cũng được, chỉ cần bốn chữ là đủ rồi. Chữ Nam Mô có nghĩa là trở về nương theo, có nghĩa là sau này là các vị tổ người ta đặt ra thêm vào đó, chứ cái Phật hiệu là chỉ có Amitabha, có nghĩa là A Di Đà Phật thôi, mình chỉ niệm bốn chữ được, không cần phải sáu chữ đâu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó dễ định tâm hơn nha. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó dài quá, nhiều khi mình còn tạp niệm nó xen vào trong đó. Mình niệm chỉ bốn chữ được rồi đó. Thế rồi một ngày quý vị niệm nó là, nếu mà muốn cho nó mau thì quý vị niệm một ngày đó cỡ chừng ít nhất là 100 sâu, 100 sâu 108, tức là khoảng 10.000 nha. Thế là cái mức mà đó. Nhưng mà phải niệm là đừng có bị lủng bị rách nha. Chứ bị niệm mà bị lủng bị rách là không có tính à. A Di Đà lắc đầu à. Thế niệm phải, bởi vì tôi nói một câu niệm Phật phải đầy đủ bốn yếu tố: không hồ nghi, không xen tạp, chân thành tha thiết và không gián đoạn. Đây bốn yếu tố đó trong một câu niệm Phật. Nhớ là quý vị phải đấy. Thì cái thập niệm pháp này nó rất là hiệu quả, vô cùng hiệu quả. Chúng ta cứ áp dụng thử thôi. Rồi quý vị sẽ thấy rằng trong một thời gian ngắn thì chúng ta tâm tịnh khí hòa, thì lúc đó là nhất định là cái hoa sen chúng ta trên kia càng lúc nó càng sáng ra. Thì một lúc mà công duyên mã mãn rồi thì A Di Đà sẽ mang cái hoa sen đó đến. Cái hoa sen đó chính của chúng ta, chứ không phải của ai hết á. A Di Đà mang cái hoa sen đó đến đây để mà đưa mình về. Ở trong cái truyền thống mà của ngài kêu là Đàm Hư Lão Pháp Sư, là một vị là tu về Thiên Thai Tông, tức là chuyên về Pháp Hoa đó, ngài cũng niệm Phật. Thì ngài kể một cái câu chuyện, một người đồng môn với ngài đó, là một cái vị cư sĩ này cũng lớn tuổi rồi mà không biết chữ gì hết trơn á nha, không biết chữ. Như Bách Mật Nghiêm hồi nãy có nói đó, là có cái vị cư sĩ nào đó không biết chữ, có bà lão bà nào không biết chữ, thì cái vị này cũng không biết chữ nha. Rồi bây giờ muốn đi xuất gia thì cái vị sư phụ nói rằng bây giờ ta không thể nào mà ta cho ngươi xuất gia vào trong chúng này được, tại vì
là ngươi không biết chữ, là thời khóa ngươi cũng không biết, rồi là ngươi sẽ gây cái sự mà phiền phức cho chúng, rồi đồng thời ngươi cũng bị phiền não nữa. Thành bây giờ nếu mà ngươi nghe lời ta thì nhất định ta sẽ có an bài cho ngươi. Thì cái vị cư sĩ này nói dạ, con đã bái ngài làm sư phụ rồi thì nhất nhất con xin nghe lời ngài. Thì vị hòa thượng nói bây giờ ta cho ngươi xuất gia để tọa nguyện của ngươi, nhưng mà ta tìm cho ngươi một cái nơi ở nhà quê đó, xa xa đó, để ngươi ở đó ngươi tu, ta chuyển pháp cho ngươi tu, tức là tu theo pháp môn Tịnh Độ, là ngươi cứ niệm Phật mỗi ngày, cứ ngồi niệm Phật hoài, niệm xong mệt rồi nghỉ, em nghỉ mà khỏe rồi niệm tiếp đã. Rồi hòa thượng mới tìm cho cái vị này một bà lão cũng biết niệm Phật, rồi đến để mà làm công quả nấu cơm rồi giúp cho vị này đã. Thế thì ông cứ tha thiết ông niệm Phật như vậy trong 3 năm đấy. Trong 3 năm là quý vị biết sao, tức là ông giống như ông vua Đại Định đứng mà vãng sanh. Có nghĩa là ông vua Đại Định rồi khi mà ông chắp tay là A Di Đà hiện hiện thể là đứng mà vãng sanh. À, chắp tay ông đứng như thế này thì Phật quang phổ chiếu, A Di Đà hiện thể xuống là phóng hào quang lên vô đây, thì tự nhiên cái thân A Di Đà ở trong này đi ra, là thân ánh sáng trong này đi ra lên tòa sen ngồi đưa đi đây. Những người xung quanh ta sợ quá, ta thấy chưa bao giờ thấy một người chết mà đứng bao giờ, sợ quá, hương thơm ngào ngạt nữa. Thế rồi người ta lập đập chạy lên trên cái chùa của hòa thượng ở trên thành phố thỉnh hòa thượng xuống, thì hòa thượng cũng ổng tức tốc ổng đi xuống. Thì ngày xưa đi đó là cái như xe cho đường xe mà đi không có là phải đi bộ, đi lên đi về mất 3 ngày, ổng vẫn đứng chắp tay để mà đợi sư phụ về lo hậu sự. Là khi mà ngài đến nhà về, ngài đến nhà về rồi đó, chỉ là ngươi thành tựu rất lớn, những vị phương trưởng tầm lâm cũng không bằng ngươi, những vị pháp sư giảng kinh trong thiên hạ cũng không bằng ngươi, ngươi thành tựu rất lớn. Là cái vị này sẽ vẫn sanh về đâu quý vị biết không? Ngài ở trong cái phẩm này, tức là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh là về là cái như là hoa khai kiến Phật ngay tức khắc, là về là gặp Phật liền, tức là gặp báo thân Phật ngay tức khắc. Đấy thì chỉ gội rửa trong vòng chừng là 2-3 ngày, 2-3 ngày của thế gian này nha, chứ trên kia không có thời gian. Đấy, thế rồi đảnh lễ A Di Đà gặp đầu rồi thì hoàng lai tam giới phổ độ chúng sanh. Đấy, đến thế gian này là một vị giống như một vị Bồ Tát rồi, thừa nguyện tái lai, chứ không phải là bị đọa như chúng ta. Chúng ta bây giờ đó là ở trong cái dạng này, tức là chúng ta bị vào trong cái ngục này. Đấy, còn bây giờ bên kia là ta thừa nguyện tái lai. Hả? Vì thấy bảnh không? Rất là bảnh. Rồi có một vị thiền sư suốt đời đó, ông chỉ biết tu thiền thôi, ông không biết niệm Phật. Thế rồi có một vị thiện tri thức tu theo pháp môn niệm Phật đến khai thị cho ngài. Vị thiền sư này cũng có một chút xíu định, thì khai thị rằng nhược nhất nhược đó, trong kinh A Di Đà biết quý liên hữu nào có đọc không, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược cho đến nhược thất nhược đó, gọi là 7 ngày pháp môn, 7 ngày thành tựu, thấy không, ở trong kinh A Di Đà đó. Thì ông nghe nói như vậy đó là ông thích quá, ông buông hết, ông không còn thiền nữa, ông chỉ tha thiết niệm Phật để mà ông được vãng sanh thôi. Thì ông niệm được 3 ngày thì ổng vào gọi là niệm Phật tam muội, tức là vào nhất tâm bất loạn đó, gọi là nhất tâm bất loạn đó. Thì A Di Đà mới hiện ra liền, mới nói với ổng rằng dương thọ của ngươi còn 10 năm nữa thì ngươi gắng ngươi tu đi, 10 năm nữa ta đến ta đón con đi. Rồi quý vị biết ổng nói sao không? Ổng nói thưa Phật, 1 giờ 1 phút con cũng không muốn ở cõi này nữa, xin rước con đi. Quý vị có dám không?
ngàn năm một phở mà sao mình đấy, đã là yếu quá. Thế thì Phật nói là ngươi phải đợi 10 năm nữa. Ông nói không, một giờ một phút con cũng không muốn ở cõi này nữa, vì ông đau khổ quá rồi. Ông bao nhiêu những cuộc sanh tử trầm luân, ông cũng thấy tiền kiếp của ông, một vài ba bốn cái tiền kiếp thì ông thấy rồi. Này, kiếp thì là treo thân lủng lẳng, thì kiếp thì ngồi chổng cảnh ra quay, kiếp thì là xác phải chôn nó dập dùi ở ngoài đồng ngoài xác. Đây, ông thấy ông khổ quá rồi đã. Thế bây giờ ông nói với Phật rằng, nói như vậy là một giờ một phút con cũng ở đây, thì Phật gật đầu liền. Tùy thuận chúng sanh mà, Phật gật đầu. Phật nói vậy thì ngươi cứ sửa soạn đi, ba ngày nữa của thế gian ta đến rước con đi. Thì đúng ba ngày nữa ông thiết già, ông ngồi nhập định, thì Phật hiện xuống là Phật phóng hào quang vô đây, thì một cái thân ánh sáng, tức là thân A-di-đà ở trong này đi ra, thân A-di-đà con đi ra. Thấy không? Đi ra thì ngồi trên tòa sen, thôi đi con, rồi hãy đưa đi. Là quý vị thấy không có cái pháp môn nào mà bất khả tư nghị pháp môn này. Thế là còn một vị nữa là vị gia